Rồi, hai thân chào cả nhà ơi. Rồi, video hôm nay mình chia sẻ về làm đường ống nước tưới cho vườn mít nha các bạn. Thì vườn mít ruột đỏ mình mới lên đây nè các bạn đó. Thì mình hôm nay mình nâng cấp cái vườn mít này lên bằng đường ống tưới bát nha. Thì lúc trước mình tưới bằng ống dây mềm này nè các bạn, ống không mưa ha. Đó, bây giờ bữa nay mình nâng cấp lên là cái ống 34 này, tưới ra bát cắm ha. Bát ống 5 ly. Đó. Rồi thì để mình nói về một chút mua tưới các bạn. Thì đối với vườn nào lớn nhỏ tùy theo các bạn, thì các bạn muốn xài mua tưa bự mua tưa nhỏ thì tùy ha, tùy mỗi vườn. Ví dụ điện mạnh điện yếu, ví dụ điện mạnh thì các bạn có thể xài 2 ngựa 3 ngựa ha, và đường ống lớn lên ống cái có thể là ống 114 hoặc là ống 90 ha, thì mình tưới là rất là ngon luôn các bạn, tưới được nhiều bét ha và lượng nước đầy đủ đối với điện mạnh ha. Còn điện này mình yếu mình xài mua tưa ngựa gử, mình xài ống 60 à đó, thì mình xài bét ít lại, có nghĩa mình tưới 1 lít 2 lít một lần ha. Còn mưa tưới lớn thì mình tưới một lần 5-6 lít. Rồi thì cái đó là cái cơ bản mình đã chia sẻ rồi cái dụng mưa tưới ha, thì mình chia sẻ về làm ống thôi. Hiện tại mình xài ống này là ống 34 các bạn, ống 34 ống mũ dẻo ha, có nghĩa là mình đi cái hàng cái theo giữa cái hàng bích giữa clip luôn đó các bạn. Mình chỉ xài một hàng bét một ngay chính giữa luôn ha, và mỗi cái bét này cách cái bét kia là khoảng là 2 thước 8 3 thước các bạn. Cái clip mình 60 mét bề ngang ha, thì nó tưới phủ luôn các bạn. Thì mình xài loại bét này là bét lưu lượng là 150 lít giờ ha, nghĩa là 1 giờ nó tưới được là 150 lít nước đó, thì nước ra rất là nhiều ha. Thì mình tưới thường khoảng 20 phút là mình ngưng các bạn, thì nước đã đủ clip rồi, ướt rồi. Rồi nó có một loại bét nhuyễn nữa các bạn, bét nhuyễn là 80 lít giờ đó, 1 giờ tưới được 80 lít nước ha. Thì bét đó tưới nó hơi lâu thời gian, nhưng được cái là nó tưới được nhiều clip các bạn. Ví dụ này điện yếu của mình tưới lần có 2 clip à, còn cái mình gắn cái bát kia vô mình tưới được 3 clip 4 clip luôn, nhưng mà thời gian mình tưới phải lâu hơn khoảng nửa tiếng ha, hoặc là có trên nữa nó mới ướt. Chia sẻ về cách gáp rất là cực kỳ dễ luôn bạn, mình có thể tự làm nhà ha, mua giờ mình gáp ở nhà cho khổng tốn tiền công ha, nhẹ tiền công, tại tiền công gáp các bạn mướn thì một công lại ra cũng mấy trăm ngàn một công đó. Cái cuồng ống 34 này nè các bạn, thì một cuồng 100 mét là nó có 850 trong ngàn ha, thì nói chung là cũng vừa xài. Còn cái cuồng dây 5 ly các bạn, thì cuồng nó khoảng là 30 thước, dẻo hay dẻo mềm ha, thì khoảng là 30, tầm khoảng 35 ngàn. Còn cây cắm bét này khoảng 3,5 cây các bạn. Còn cái bét á các bạn, bét cũng khoảng là 3,5 một bét ha. Còn cái đầu nối hai đầu các bạn 5 ly nè, một bịch nó 100 cái thì nó có khoảng là 30 ngàn bịch các bạn. Đây là phụ kiện để mình gắn ống nước nè các bạn, giống như là cây bét nè các bạn, bét 5 tấc ha. Rồi đây là ống dây 5 ly đó. Còn đây là bét các bạn, thì bét này lưu lượng 150 lít vàng các bạn, có nghĩa là một giờ mình tưới được 150 lít ha cho một bét. Rồi còn đây là đầu găng các bạn, đầu găng 34 ha, nối với cái khâu găng này để mình nối với cái ống 34 các bạn, mình cho non ha. Đó. Rồi đây là cái đầu nối ha, đầu nối nó cũng 5 ly. Đó, cái này là cây vô giống nè, lại gắn cái đầu nối 5 ly vô ha. Thì đây là công đoạn để mình gắp vô cái bét. Đó, mình gắp vô sẵn trước hết trơn các bạn, xong rồi cái mình ra mình chảy ống ra, mình nối vô. Đấy. Công đoạn vô ra bét các bạn để mình thay cái bét nha. Thấy không? Vừa làm những nhạc là sướng không? Đúng. Quá hấp thấy không? Mình làm rất là đơn giản các bạn, dễ làm. Chúng mình mua về nhà là tự làm được hết ha. Mình chia sẻ này các bạn nắm cơ bản, các bạn về là tự làm à. Thì nó gỡ được cái tiền công mình dữ lắm ha. Chỉ cần nhét vô, đó, nằm đây, nằm đây, nằm thêm, nhét thật vô, là cái bét nha các bạn, nhét vô. Chính báo làm được các bạn thấy không? Khi đi làm mình. Đó, vào hành nhé cả nhà. Nè ở đây. Rồi mình nói về ưu điểm của đường tưới này các bạn, đường ống tưới này. Thì nó loại mũ dẻo ha. Cho nên là nó bao luôn những cái sự cố ngoài muốn ha. Ví dụ xe cá qua cũng không bể ống các bạn. Ha. Xe cá không bể ống. Rồi lỡ mình giật mấy cái mít mở trên đọt á, mít ngự á, rớt xuống chúng cũng không bể luôn ha, nó rất là dẻo.
đó, ưu điểm của nó, con bé cũng vậy nha, con bớt gớt thì nó xúc này kia thôi, rồi mình gắn lại. Còn mà lỗi cái đường ống mà cưới bằng ống của Bình Minh các bạn, ống nhựa Bình Minh đó, bét Bình Minh ha, bét quay lơ bự á, thì nhược điểm của nó rất là dễ các bạn, dù mà xe lỡ bá này kia là gãy ha, rất là giòn. Rồi mít mình giật sơ sức trên đoạn mà gớt trúng cũng gãy luôn, nhất là ngay ngay chỗ mà cái bét đứng lên á, gắn ống 21 này kia đưa đứng lên cái bét quay các bạn, thì gớt trúng đó là dễ gãy ha. Thứ hai mình lôi dây xịn này nè các bạn, lỡ máng vô mà gịch là gãy á, thì nói rất là cực nha. Còn những cái này á, mình dù có lôi lỡ nó sức thì gắn lại rất là dễ. Thứ hai mình xài nó trong vườn bạn, nó mát vậy nè, thì nó rất là lâu hơn ha. Thì cái mình gõ vậy nó vô mới nhẹ các bạn, chứ mà mình lắc tay lắc không nổi đâu, cái ống nó bóp lắm. Rồi này mình ráp vô nữa là ghim bét, vừa ghim bét vô được đó các bạn. Rồi nhớ đầu găng này quấn vô non các bạn. Thì bữa nay mình chia sẻ cách làm ống này cực kỳ đơn giản các bạn. Thì mình chỉ mua về mình gắp ở nhà thôi nha, rất là tiện luôn và đơn giản các bạn. Rồi mình chỉ cách vùi ống và ghim vô cái bát nha các bạn. Thì nó thật đơn giản ha. Dạ. Rồi. Vô cái bát luôn các bạn. Thì mình vô cái đầu ghim hai đầu 5 ly ha. Đó, mình gắn này vô. Rồi cầm cái bét lên là xong rồi nha các bạn. Cực kỳ đơn giản ha. Còn đầu này thì mình gỡ cái lỗ này ra. Cái chỗ dùi đó. Thì cây bét này cách cây bét kia là tầm khoảng 2 thước 8 các bạn. Mình cho độ nó phun nước ra nó giáp tán với nhau. Lắm. À, đây là đầu ghim hai đầu 5 ly ha. Rồi thẳng ngay mít chưa? Cho giữa thẳng mít. Rồi tới đầu này, đầu cuối của cái ống trăm thước nè bạn, giờ bắt nó nói thêm. Đó. Giờ tới đầu bè này nó hụt nè, khoảng mười mấy thước. Rồi đây là cách nó ống của mình ha. Chết bụng nội mày. Lần nhiêu cũng xong. Rồi đây là đầu nối giữa hai đầu các bạn, ống 34 nha. Đối với mùa nắng tháng này các bạn, thì cây mít nó rất là hóc nước nha. Cây mít thì nó rất là cần nước các bạn, nhưng mà nó cũng sợ nước nha. Nước mà nhiều ngập cái bộ rễ thì nó cũng không chịu, nhưng mà nó rất cần nước ở trên mặt. Nó khác với cây xài các bạn. Cây xài thì mình có thể mình bỏ thông tưới cũng được, không sao chứ mà. Tại lúc trước mình trồng xài á, rất ít khi mình tưới nước các bạn, trừ khi mình giải phân mình mới tưới. Còn bình thường thì mình không có tưới đâu. Nhưng mà cây xài cái bộ rễ đi xuống được, nó hút nước được ha, cho nên là nó không có bị xào lá, không có mất sức như cây mít. Còn cái mít mình nó cái bộ gãy năng nổi trên nó, mà mình không tiêu cái nước ở trên các bạn thì nó xào lá nó rủ luôn á. Đặc biệt là khi mà cây nó mang trái ha, mang trái mà nhiều á thì thấy nó xào xuống gấp kỳ luôn. Rồi, đây là giai đoạn mà mình hoàn thành gắp ống này các bạn. Khi mình mở máy lên mình tưới nè. Đó, thì lọ bét này nó tưới không có bắn cao lên trên đầu nha, chỉ tưới tầm khoảng ngang ngang cái lưng buồn trở lại các bạn, thì nó cứ đi đều dài vô trong cuối đầu trong luôn ha. Rồi thì nãy là đầu ngoài các bạn, bây giờ là vô đầu cuối nè, ở đầu cuối clip nè các bạn, thì nó bắn cũng như nhau ha, ông khủ xuống là bên tới thằng bìa cà na luôn nè, cái tay này các bạn. À, bắn dần xuống mương luôn. Để góc mắt đêm làm chồng bên bè nè. Đó. Để làm nước dân nè.
Thì đây là mình đặt cái một hàng bét ngay chính giữa clip luôn các bạn. Bắn cái là phủ giáp mưa luôn. Này mà được dòng điện mạnh đó là bắn ok luôn các bạn. Điện đây mình còn yếu đó mà bắn cũng được vậy ha. Nhưng mà mình tưới lại một clip các bạn. Còn điện mạnh mình mở nhiều clip ha. Thì đó là video chia sẻ cái lặng nước của mình đây các bạn. Xin chào tạm biệt cả nhà ha.